Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 1999, Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế chính thức phát chương trình thử nghiệm đầu tiên. Như vậy, kể từ hôm nay, trên xứ sở sông Hương núi Người này lại có thêm một chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế dành riêng cho đồng bào và chiến sĩ tỉnh nhà.